Ngày 2 tháng 10, tại cuộc họp báo quý do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Công an đang mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng, với quan điểm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm rõ có đủ căn cứ xử lý hình sự nhóm cán bộ nhà nước liên quan đến việc này hay không. Theo đó, Công an Hà Nội đã đăng ký vụ án này vào diện Thành ủy theo dõi chỉ đạo. Sau vụ cháy, Thành ủy Hà Nội đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 3 cơ sở đảng thuộc quận Thanh Xuân, gồm Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ năm 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 để làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan. Theo giấy phép xây dựng của quận Thanh Xuân cấp tháng 3 năm 2015, công trình xây nhà ở riêng lẻ 6 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 167m², mật độ 70%, tổng chiều cao 20,2m. Thực tế, chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành chung cư mini cao 10 tầng, diện tích xây dựng 230m², chia thành 45 căn hộ để bán.